xoay cái dây gầm nó có gió lớn nhỉ. Bắt đầu giặt đấy. Cả giặt cả sấy. Còn cả giặt cả sấy này. Lắp vào công vài công. Có giỏi không? Kích cái này. Sáng này nó kích bên này này. Cứ để nó ra nó dọc nước luôn. Thank you.